Ok, lên em. Hôm nay lại tiếp tục một con game mới thôi. Cũng hơi phi phi rồi nên kiếm mấy con game nào mà thư giãn giải trí đầu óc nhẹ nhàng tí. Đây, chúng ta sẽ thử qua con Upset Denied Cup này. Một con game có giá 5 đô, rất là rẻ nha. Game này thì lúc trước tôi đã mua một bản cho anh em Victor rồi, lúc game mới ra mắt luôn. Giờ tầm là tháng 7, tháng 8 vậy. Đây, cuối tháng 7. Thì game lúc đó là trông nó chỉ hơi thú vị thôi, mua xong rồi để đến giờ chưa có chơi. Lúc đó là mua trên Epic Store nên cũng làm biến giờ lắm. Giá bên Epic Store hình như là rẻ hơn bên đây một tí. Đợt sale gần đây thì giá chỉ còn có 44.000. Thì một thể loại game giải đố tương tác với cái hộp này là cái bút. Thì nếu như anh em biết cái series The Room á, game The Room thì rất là nổi tiếng này. Sao nó không giới thiệu ở đây ta? Series The Room thì cũng tương tác với mấy vật thể trong cái phòng để giải đố. Thì con game này cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó tương tác với một cái hộp. Thì ban đầu xem là cũng rất ấn tượng lắm, nên cũng muốn thử qua con game này. Thì tối nay rảnh rảnh nên chắc chơi nó thử sau. Đồ họa game thì cũng thuộc dạng là tương đối ổn áp thôi, không quá đẹp và sắc nét hay chi tiết, nhưng mà vẫn có thể chơi được. Ở mức nhìn cảm nhận sơ bộ thì nó là ổn đó. Một con game mà mình chỉ tương tác với cái hộp thì không cần quá nhiều về đồ họa đâu. Giới hạn xuống 60 fps thôi. Đó, mình có thể tư duy giải đố với rất nhiều thứ luôn. Game đã được 70 lượt đánh giá, coi như là cũng khá thành công với một con game đơn giản như thế này. Lúc mà game ra mắt á, lượt follow nó rất là thấp luôn, chỉ có mười mấy hai chục thôi. Đây, chỉ là mười mấy hai chục, sau đó nó tăng lên đến 50 ngay cái thời điểm ra mắt rồi tăng dần đều. Đây, tính ra là game này ổn hơn game tôi rất là nhiều đó, hơn ít nhất là 10 lần đó. Game tôi chỉ mới có 7 lượt đánh giá thôi, game này lên tới 70 rồi. Thì so sánh tổng quan hai con game thì trên lệch rất nhiều, nên cũng chơi thử rồi ủng hộ dev này nó ra sao. Này, rồi giờ vô game. Upset Deny X-Cup vẫn là có chữ X-Cup luôn, chất lượng cao chứ. Âm thanh thì hơi to rồi. 55 được ha. Rồi ok, chúng ta vô game thử. Lock 3. Tin nhắn mới. À, nhắn ngay ở đây à. Chào buổi sáng, tôi là giáo sư Kobayashi. Bạn đã được cái là gửi cho mình cái mã khóa hacker gì đó. Cái này game này cũng có cốt truyện hả ta, hay là chỉ có tin nhắn thôi? Đây, nếu muốn thêm nhận được cái tiền thì đến cái tòa tháp số 11, cái văn phòng là 2358C. 2358. Số này lật ngược lại là 85E2 vậy, cũng vậy thôi. Không biết có chơi chữ như con game tôi không, chứ game tôi là chơi chữ hơi bị nhiều á. Một cái chữ có thể lật tới lật lui, xoay tới xoay lui đủ hết. Đây là cái giọng nói được tạo bởi cái AI của mà tiến sĩ Kobayashi. Mình đã nhận được một tin nhắn mới. Sen cam nó hơi thấp nên tăng lên tí. Cảm giác thì game hoạt động ổn định đó, ánh sáng thì tương đối lỗi tí. Bên ngoài trời mưa, bên trong cái đèn phòng nhìn rất ổn áp nha. Bây giờ làm sao để mà đọc được cái tin nhắn? À đây, nhắn nghe vô quá. Bạn đã ở đây rồi, ok. Đây, hãy thử hack vô cái hộp này. Hiện là mình hiển thị ở dưới đây. 273. Chuột trái, chuột phải để xây, chuột trái để tương tác. À đây, thì chắc là nhập vô đây thôi. Rồi sao nữa? Ủa bên đây nó à, cả ba số, chắc nhập cả ba số lên 273 hết.
Cái này chắc tutorial hướng dẫn mình tương tác và điều khiển với vật thể thôi. Đây, khi cả ba phát đều đúng thì nó hiện ra. Nhấn E để tiếp tục, không có tương tác được với cái hộp đó. Đạt được cái thành tựu đầu tiên. Hát được cái két bảo mật đầu tiên. Rồi, không tệ đâu. Mình sẽ thấy cái gì ở bên cạnh cái hộp ong đó. Đó là một cái công cụ hỗ trợ để mình mở khóa thôi. Ông này ông đang đi đâu xa lắm rồi, nên bắt mình làm cái việc này. Phần thưởng thì sẽ không khiến bạn thất vọng đâu, tiền vẫn là trên hết. Đây. Ba mươi tám bên phải. Cái này là năm nha. Cái này là lên một. Ba. Tám thì còn lại ba đầu. Đây, tắt hết đã. Cái này nó cũng tăng năm. Cái này nó lên một thôi. À, 38 là không phải số lẻ đâu. Nó là cả hai số luôn. Không, cái này là 38 nè. Còn cái bên này là 27. Nhưng mà nút nó giống nhau không? Nút nó khác nhau. Màu bây giờ có 1, 2, 3 loại nút thôi. Màu tím là tăng 5. Cái này là tăng 1. Cái này là tăng 10. Vậy 38 thì chúng ta có 20, 30. 35, 1, 2, 3. Sao không thấy nó sáng đèn xanh hay là cái gì đó? Không biết gì là đúng chưa? Còn bên này là 27. Một, hai, năm, một, một. Ok. Cũng tương đối là đơn giản. Mình đã mở được cái hộp thứ hai. Ồ, lại một cái hộp nữa hả? Nó có ba số một ở đây. Ê, 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 ê. Ủa sao biết hai cái vị trí này mà xây đúng vô vậy ta? Không hiểu sao mà xây hai cái này đúng vị trí được. Nếu theo cái đó là 6, 8, 3. Sáu tám ba thì nó màu vàng, màu tím và màu xanh lá. Màu vàng, màu tím, màu xanh lá. Vàng, tím, xanh lá. Màu vàng là 6, màu tím là 8, màu xanh lá là số 3. 6 8 3. Rồi, ok. Cái nút này nên làm đích chuột nha. Trong khi mình thao tác chuột nhiều mà phải dùng tới bàn phím đó. Có bao nhiêu cái hộp vậy ta? Bên này có con mắt. Bên này không có. Còn lại thì cơ bản là giống hết. Vậy là khác biệt giữa hai bức tranh. Bên này nó có cái chấm. Bên này cái đuôi nó dài hơn. Đây và đây. Rồi có 3 điểm thôi. Ok. Game cũng nãy giờ chưa thấy cái gì phức tạp á.
023. Thứ ba dễ nút lần nha. Bên này lấy 211. Rồi hiểu rồi. Cái này là của cái dãy này, cái dãy sau cùng này, 211 là hai tím một vàng một xanh lá. Nó có cố định cái nút nào không ta? Hai tím ba vàng một xanh lá. Thì giật mình rồi. Xem xung quanh thì có cái gì đó ở gần mình không? Không có đủ nguyên tố. Ở đây là có 5 cái nguyên tố này. Năm không một. Cái gì? Access card required. Cần phải cái card thì giống con game Logic Up Cup của tôi đó. Không 836 nè, còn bên này là 0948 nè. Còn một cái nữa, một cái cầu chì nữa chưa biết ở đâu. Tôi không nghĩ là nó để cục chị đâu đây đâu. Khả năng là nằm trong hai cái này. Trời ơi. Bấm E để đọc tiếp mà quên đó. Không thể rời khỏi cái văn phòng này nếu như mà đi không đi được. 0948 này. Access denied. Ủa? 0949. Ủa, cái đồng hồ đúng giờ mà. Đâu có sai đâu. 0836. Đúng rồi kìa. Chữ nhiều quá. Ủa, chỉ mở cái này ra thôi vậy đó. Rồi con chuột của tôi đâu luôn rồi.
không có ngồi xuống được nha, chỉ có đứng như thế này thôi. Access card required. Còn một cái cầu chì nó nằm ở đâu? 0950. Access denied. Cái này gì? À đó đây, đủ ba cái rồi. Power restored. Khôi phục được nguồn điện. Chúng ta tiếp tục. À. Rồi ok hiểu rồi. Bây giờ xếp cái hình nó như thế này thôi. Nghe chưa? Nhưng mà bên này hình như còn cái đuôi nữa nè. À gì mới đúng. Vậy thì bên đây cũng phải tương tự như luôn. Rồi đúng. Nó chỉ có 3 hình thôi, nên mình chỉ cần chọn đúng là được. Một, cái này khả năng không, cái này thì đúng hơn. Cái này đúng. Cái này đúng luôn. Đúng luôn. Qua bên đây. Xuống cái này đúng, cái này. Cái này. Rồi, ok. GMBCN. Nhiều cái mail quá, anh em đợi tí tôi đọc mail một cái. Captain bao sao? Game này ra mắt vào ngày 12 tháng 12. Đếp mới gửi rồi con kia game con mèo xây nhà hả gì đây nè. Ủa? Coming soon là chưa có ngày ra mắt, nhưng bản Early Access. Sao đếp để bữa nay ta? Thì chắc là mai đi, mai tôi sẽ chơi con game con mèo này thử. Rất nhiều mèo luôn nè. Thì con này thế loại là xây dựng thôi, gần 1000 follow, game rất thành công nha. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái chủ đề này. Hai cái ống hai bên này chắc tôi nghĩ nó sẽ sáng lên. Này game Domain à. Lần sau. Vậy thôi đó hả? Tìm ra cái đường đi ngắn nhất, tối ưu nhất để đi được đến 4 cái điểm này. Hầu như là không có tí thử thách nào cả. Có số 1. 1, 2, 3, 4. 5. Tôi nghĩ cái này là thứ tự để mình nhập vô thôi.
chứ không phải là đúng đâu. Rồi ok, 1 nè, 3, 2, 5, 1, 8, 3, 2, 5, 1, 8. Thực ra nãy giờ chưa có câu đố nào phải động não ngoại trừ cái câu đi tìm đồ cả. Tìm đồ thì bắt buộc là cũng không có động não nữa. Ừ, chúng ta chỉ đi thôi. Một, hai, sáu. À, cái này bật lên là giống như cái khóa để mình lock cái số lại. Mình muốn đổi số nào thì bấm vô đây. Chết rồi, không có số nào cho nó. Cái này nó không sáng hơn luôn rồi đó. Không cái nào sáng hơn luôn á. Nên không phải dò được cái đó. À 762. Rồi ok. Chúng ta tắt hết đèn đi. Rồi đúng được số 6. Lóc lại. Lóc lại số 7, còn lại số 2 thôi, lóc. Cái này tôi nghĩ nó xây như cái két. Vậy là mình phải đi từ số 2 trước tới số 6, tới số 7. Còn bên này mới là phức tạp nè. Số 2 đúng rồi. Số này ảnh hưởng số đuôi đầu tiên. Số này số thứ hai. Chỉ cần quan tâm hai nút này thôi. 7 6 2. Cũng hay, câu đố thì đơn giản nhưng mà phải mò mò anh tí. Lên một cấp bậc khó hơn nào. Đây có hai cái bí hai bên. Nhỏ là đến lớn hơn là đến lớn nhất nè. Nó đã mở một bên thế gì. Số 1 là tam giác, ba tròn, tam giác, x, tứ giác. Số 5. Câu này trong logic cây bạc dẫn và logic ít cáp nó có luôn. Năm bốn. Cái này nó 5 nét nữa. Nó không có cái nút này. Nó có chữ ít. Chữ ít đâu. Số này số 7 rồi. Còn cái nào nữa ta? Còn cái này nữa. 543. Bên này chúng ta có là vàng, trắng, tím tím, xanh dương, vàng. Câu này trong logic cây bạch cũng có luôn. Chúng ta đi từ cái điểm đầu tiên. Chắc là có thể là cái điểm này. Tại nó có cái đánh dấu nè. Thì chúng ta đi qua cái hướng vàng bên đây.
thử cái hướng trắng lên đây được số 3, hai cái tím được số 7, rồi tới là hai cái xanh dương xuống đây qua một cái vàng số 2, 372 372, nhưng mà phải nhập vô đâu? Đơn giản. Thực ra mấy con này tôi đã thiết kế rồi nên giờ nhìn. New message received. Một cái tủ vít để mở phá cái đó hả? Trong cái mà tủ phá S01. Đừng tin nó. Ủa làm sao lấy được cái tủ vít này? Game này làm chỉnh chu đỉnh phết đó chứ. Không phải là một con game giá tiền à. Giá 5 đô là phải như thế này. Trả bù cho con game tôi. Game tôi giá thì cao hơn nhưng mà đảm bảo công bằng này rồi. Nãy giờ câu đố thiết kế rất là thú vị luôn. Tự mình chơi game của mình thì đừng trách ai nữa. Bây giờ là cái ba trái ba phải đi đến chữ X màu tím. Bên đây không điều khiển được. Ba trái ba phải nè, đi đến chữ X màu tím là cái này hả? Không, chữ X nó màu xanh dương là sao thôi. Ừ, bắt đầu khó rồi nha. Màu tím nào, cái này anh em thấy màu tím nào, hình thoi màu tím, nó sẽ đi đến cái chỗ chữ X màu xanh dương này. Thì theo cái gợi ý trên đây, chữ X màu xanh dương này nó sẽ đi tới hai cái sọc ba này, tức là nó là số 6. Còn cái cuối là cái hình ô vuông mà màu tím nha, ô vuông chữ X màu tím. Đây, nó sẽ đi đến cái tam giác, cái lục giác nó hình dấu tròn, lục giác hình dấu tròn nó sẽ đi đến hai bức tường màu xanh dương này, hai bức tường màu xanh dương nó sẽ đi đến lục giác màu xanh dương, lục giác chữ nhật xanh dương là số 7, 367 nữa hả? Sai chưa? Ủa không, cái này không phải số 3, tam giác tròn. Đó là cái này, đi đến lục giác màu tím, hai cái lục giác màu tím, hai cái lục giác màu tím nó đi đến chữ X màu vàng số 4. Nãy giờ mới 1/3 câu đố thôi, 37% nó ghi trên đây rồi. Game hay, tôi mở cái livestream nào coi cái đó. Turtle Chi Kingdom Beat Fighter Gun. Đại ca 5S tối nay nói sờ chim con mà gói đồ bơ gì đâu ta. Sủi mất tiêu rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục trò chơi. Bặn vào được không nhả ra được nên chúng ta cứ bặn vào hết đi. À, cái nào cần mình mới dặn vô thôi. Cái này có nè, nó đã dặn rồi. Cái tam giác nè, đôi gạch nè, tới cái chữ X nào đây, tới tam giác
rồi tới cái này, tới cái vàng màu cuối cùng đó. Cái vàng này không tương tác được là sao? Nó là cái cuối cùng đúng không ạ? Câu đố không khó nhưng mà không lẽ nó bị lỗi gì ở đây? Theo thứ tự này, nó nhấn cái này vô đầu tiên là nó gợi ý mình đi từ trái qua phải rồi nè. Vậy thì cái này cuối cùng thì phải nhấn được chứ. Làm lại một lần nữa. Đầu tiên là cái này. Vẫn không can thiệp được vô cái nút này là sao ta? Cái tam giác thứ hai cái tròn nó phải dưới nè. Thì cái nút này không bấm được là sao? Rồi giờ nó mới ghi sử dụng cái đồng hồ ở trên góc để mở phá cái két này. Mở biết lâu rồi. Cái nút này tại sao không nhấn được ta? Hay là nó phải có cái tua vít màu vàng mới nhấn được? Tại vì mấy cái nút này màu xanh lá là cái này màu vàng à. Không có một á. Access denied. Không phải luôn. Như thế này là sao? Đáng lẽ cái nút này nó phải xây vô được chứ. Có khi nào lỗi bớt game không? Để tôi thoát game ra vô lại thứ hai. Phao một tí đã. Ok, tiếp. Chúng ta nãy giờ đang trả lời mấy cái email. Nếu như không nhấn được thì hai cái này nó cố định rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 15.
Nếu như sắp xếp như thế này á, không phải thứ tự nhấn xuống hết thì thứ tự nó cao đến thấp hả? Giống như cái này thấp nhất nè, thì cái này nó phải gần cao nhất. Gì được chưa? Tiếp theo cái này cao nhì. Mình tới chữ X này cao thứ ba, nhưng mà khó canh lắm. Như thế này khó lắm. Đi được luôn kìa. Vậy là không cần chính xác lắm, chỉ bấm vừa đủ thôi. Nãy giờ trả lời đóng email, ngày mai làm việc nữa. Nên chắc là nếu như tí nữa không phá đảo thì cứ để ngày mai chơi tiếp thôi. Ủa, không phải à? Ở bên đây nữa nè. Không phải luôn. Cũng không nữa là sao ta? Cái này đối xứng lại, đúng rồi. Có. Nè, đối xứng là đúng rồi nào. Một, hai, ba, bốn. Cái này nó sẽ bù vô cái của cái bên đây. Bốn, hai, một, ba. Trời ơi, nó bị lỗi cái gì á. Thực ra là hồi nãy tôi giải đúng rồi đó, mà tôi bấm thêm một cái nữa nó mới cái tiêu đó. Cái lúc này nè, nó bị cái lỗi bết, chứ không phải là tôi giải sai đâu. Mình tư duy thì đúng rồi đó. Có cái mail My Little Universe. Con game này hình như là con game đi xây dựng cái vũ trụ. Đây nè, game 15 đô, 500 đánh giá. Tiếp. Game này thì lúc trước tôi là coi cái video người ta chơi rồi, chứ chưa có thời gian chơi. Đợt đó là trên Temnet Fest luôn. Thì giờ dev gửi kia thì chắc sẽ có thời gian chơi đó. Đó, anh em sẽ chiếm nguyên cái hành tinh luôn, làm được rất nhiều thứ. Game đơn giản là thể loại mà xây dựng cầu ha, mining nữa nè. Dạo gần đây thể loại mining này nó hơi bị nổi á, rất nhiều game luôn. Rồi để nó đi, ngày mai tính, nhiều game quá rồi. Cái câu này trong mà logic XCAP của tôi cũng có nữa nha. Logic XCAP của tôi là hình như cái phòng là có cái mấy cái viên thuốc đó, nó cũng có trên dưới úp đa sai đau như thế này. Thì cái này là thấp nhất nè. Ủa? Nhưng mà sao phân biệt được cái nào là cái nào? Ngay trên giữa hết. Thì
trên dưới không liên quan. Một hai ba bốn, bốn cái hết. Mấy cái nút này nó cũng không có gì khác nữa. À, tôi cứ tưởng là mỗi cái nút nó ứng với vị trí thôi, sắp xếp từ nhỏ đến lớn theo năm cái, hóa ra là xài như thế này thôi. Ủa không đúng hả? Rồi, phải khéo khéo một tí nữa. Bật cái vụ nhấn nút E trên bàn phím nha. Gấp chuột vô đây luôn cho rồi đi. Ừ, lại có mail rồi, đợi tí. Ok, để đó đi. Bây giờ dặn ốc ra, cứ tiền thấy ốc thì cứ dặn ra đó. Cộng 6, màu tím là cộng 6. Ủa? Bằng 6. Nè, 4 bên đây nè, 6 đây nè. Rồi sao ta? Màu xanh lam là bên này, nó 4 bằng 6. Thì nó ở dạch số 4. 1, 2, 3 nè. 4 nè. Bên đây 6 cộng thì tức là nó là 6 hoặc là 5 thôi. Đó, bên 4, bên 6 đúng rồi mà ta. Hay là bên này thiếu một tí. Nè, bên này 4, bên này 6 đúng luôn nè. Ừ.
Gọi. Như thế này nó là 774. Một tím là 774 hả? Như thế này là 847 là màu xanh lá. Cũng không phải luôn. Vậy 867. Rồi đúng rồi nè. Năm bảy hai 572 nhưng mà cộng 6 là 578. Thôi ơi, hóa ra là đi từng nhánh bên này rồi xác định cái. Xem cái gợi ý nó chỉ cũng như không à. Mình không thể xử lý cái mà hòm kế tiếp nếu như không có cái bộ nguồn phụ. Nó nằm trong S02. Mật khẩu người sử dụng nó là tiêu đề của một cuốn sách. Đừng quên hoán đổi vị trí của con số cuối cùng. 3010. Access denied. Số đầu và số cuối. 1003. Access granted. Đây nè. Mình có được cái nguồn phụ rồi. Tiếp. Gì đấy? Hả?
Ừ, cắm cúm tới nơi rồi. Bây giờ màu xanh lam. Ok. Cái đó nó chỉ hướng dẫn cho mình biết cách sử dụng những cái bộ nguồn phụ như thế này thôi. Cái gì đây? Có vải. Tới đây nè. Và phải. Và phải. Không được, ở đây có vật cản. Phải. Đấy, lên. Không được luôn, vậy là phải phải xuống. Đi tới đây nè. 1 2 3 nè. Đi lên hai cái. Và phải hai cái. Xong lên, lên không được. Vậy là chỉ có xuống thôi. Phải 2 3 lên 2, phải 2 xuống. Xuống cái nữa. Xong rồi qua phải. Không được, chỉ xuống là qua phải luôn. Tới đây rồi. Tới đây mình có thể lên. Vậy là nó nằm góc trên này. Hồi nãy đi xuống đây là chết. Cái đường đi nó như thế này nè. Thì mỗi lần đi đến khúc cua là mình có là 50% hoặc là 33% có thể đi đúng nữa. Rồi, ok, hiểu. Bây giờ đi từ cái xanh lam đầu tiên. 2, 3, 7. Lam đỏ vàng. Còn lại 2 với 3. Không được. Hai đối vàng cộng lại là khoảng 12, 12 chia đều cho 3 nút là mỗi cái nó 4 nút. Ba cái mình chỉ có ba cái cục thôi. À. Mình chỉ có ba cái cục này thôi nên kích hoạt. Cái tổng số này là 12 chia cho ba cái cục này là tối đa là 4. Nên những cái nào có 4 thì mình đắp vô. Đó. Khỏi cần tính toán hết, cứ tính theo cái số chia bi này xong. Thì chỉ có hai trường hợp thôi. Cái bốn bên đây hoặc là cái bốn bên kia là hết. Chứ mò mò như hồi nãy đếm từng cái thì lòi mắt luôn. Mình sẽ cho cái cục này đi từ đây qua đây. Nên cái này là sai. Cái này cũng sai luôn. Cái này gần. Đó đúng rồi đó. Cái này là tần số biên độ và bước sóng. Cái góc này chỉ có đi lên thôi. Còn cái góc này xây xuống. Xây như thế này cũng được nữa. Khó xảy gì ta. Ừ.
coi, hơi hơi nó cũng được đó. Đây là có biên độ tần số bước sóng. Anh em nào học mà cái môn gì ta, cơ nhiệt điện á, trong cái khóa đại học thì chắc biết qua cái này. Tần số là mấy cái đỉnh nè, rồi bước sóng nè, biên độ nè, là cái chiều ngang, bước sóng thì cái chiều dọc. Ok, tôi học đâu là cũng khoảng là 13 năm trước này, cái thời cái môn mà cơ nhiệt điện đó. Mày dễ khó. Ủa, nó ăn cùng lúc là nó win luôn cũng được đó hả? 14. Màu vàng. Ủa làm gì có màu vàng ở đây? Màu xanh lá 12. Từ từ, cái đầu tiên là nó tính chỉ có cái đầu tiên thôi, cái thứ hai là cái thứ hai, cái thứ ba là cái thứ ba. Mười hai nè, 13, 14 nè. Ủa còn cái màu tím. À cái màu tím cho nó tự chạy rồi. Ngay cái số đó thì nó đúng thôi. Thì 12 ở đây mình cho nó hai dạch thì nó ra 14 màu vàng. New message received. Ông này bảo là mình không có đủ trình độ để mà phá được cái tiếp, nên mình sẽ mở cánh cửa ở 03 bằng cách cái đĩa vuông chứa thông tin. Mình sẽ giúp đỡ cái đĩa vuông này, chắc anh em mà lâu chứ không có xài thì không có biết đâu. Đầu tiên là tìm cái mã code. Để tìm được cái mã code đầu tiên là tìm một cây bàn, cây đèn bàn thông qua cái bộ điều khiển rồi mất kết nối rồi. Cái này phải không, cái đèn nè. Đây là cái này, cái này cái lọ thủy tinh. Cây đèn để bàn. Ủa ở đây hả? Đây là cái bàn chiếu cái đèn nè. Ngoài ra còn một cái đĩa vuông chứa thông tin nữa. Cái gì đây? Mình mới bấm vô cái gì đây? Cái này là cái lịch thôi. Mon là Tết, là Quýt, là Thết, là Vy Đai, là Sắp Tu Đai, là Sinh Đai. Này không tương tác được nha.
Ủa? Như thế này là ngay chính giữa nè, là 1526 nè, ngay chính giữa luôn á. Cái này hơi lệch lên 1526. Cái này cũng gần gần chính giữa nè, nhưng mà nó không liên quan đâu. Một năm hai sáu à? Access denied. Không phải. Đó đúng rồi nè. Số 15, số 26 này như để ngay chính giữa. New message received. Xin lỗi về cái kết nối nó bị ngắt lúc nãy. Có ai đó đã cố gắng ngừng với chúng ta lại. Phải tìm được cái dòng chữ đó. B nè, C nè, rồi D nè, rồi E nè, F nè. Ít cấp không? Không, ít cấp thì nó không có chữ ít. Ba nút này nó không thay đổi gì cả. Cái này là cái mã nhị phân, nhìn nó biết rồi. Not enough elements. Chứ x03 đây, x04 đâu. Mà có x05 đây. 1, 2 nè. 3 nè.
Cái cửa thì nó đã được gia cố lại, cửa sổ được gia cố lại, bây giờ là vẽ những con sông. Manufacturer là cái gì đó? Chỉnh sức nè. Tôi nghĩ là cái cửa sổ này mình có thể mở. Nhưng mà mở thì phải can thiệp từ cái chỗ nào mới được. Cái mã nhị phân này thì nhìn là biết rồi, trong game tôi cũng có mà. Nhưng mà nó liên quan gì với cái câu này? Không có gợi ý gì trong này cả. B nè, thì chắc đi với A thôi. Cần chữ bát. Nó tạo hình cái chữ gì trong tiếng Anh mà tôi dốt tiếng Anh nên đâu có biết đâu. Gửi. Rồi, nó là cái mã nhị phân thôi. Sao để biết được B, C, D, A, E? How? Ơi, có chữ F. Trời ơi. Ừ. Nó hiện như này nè. Đây. Dựa vào cái số 4 này thì đỏ, xanh dương. Đỏ, xanh dương, đỏ đỏ.
Không hiểu luôn, hoàn toàn không hiểu gì hết. Mã nhị phân mà tới cái dãy số màu này. Cái dãy này thì tôi nghĩ nó liên quan đến mấy con option ở bên kia á. Nên tiếp theo chúng ta quan trọng cái này. Làm sao biết BCDA à? B đây. Đỏ 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 xanh xanh, đỏ đỏ. B nè, C nè, D nè, A nè, E nè. Biết đúng là từ cái E này. Tôi cũng không biết được. Làm sao ta? Cái cục này có tác dụng méo gì đâu. Đi từ B nè. BA, BC, BG. BA BC BG B. Vậy là B đến C là nó màu xanh. Đây. Rồi từ C. C đến B, C đến D, C đến G. C đến B, C đến D, C đến G. C đến B, C đến D. Chỉ có D thôi. Vậy từ thằng D này. D này nó đi với A và C. Thằng D này nó đi với A và C. Vậy A đây. Vậy từ thằng A này. Thằng A này nó đi được với D với E thôi. Thằng A này D đi được với D với E mà trong đây chỉ có A. Vậy đây. Khó thế, coi hướng dẫn rồi, coi gợi ý rồi đó mới qua được cái màn đó. Nữa hả? Holy shit. Bốn. Chắc xài cái bảng này. 44 là 4 đỏ, màu xanh lá. Mười bảy. 4 đỏ, màu xanh lá. Rồi 17. Xanh dương, đỏ, trắng. Đỏ, xanh dương. Không một, không một là số 5. Cái chữ X này là số 5. Không,
chữ X này là số 5 đúng rồi nè. Đây là chữ X này phải là số 5 như thế này. Đầu tiên để như thế này đi. 1000 hình như là 9 hay 10 á. 8. 5 và 8. Đúng luôn. Là cái trò đầu vàng à. 13 07 11 11 01 13 nè, 7 03 số 1 11. Nó có bình gắn bình vô, nó lên cái này. Chúng ta có hai người thì đương nhiên đục ô này. Đục ô này. Chỉ đục được 4 ô thôi. Cái trò đào mền này là nó đơn giản nhất. Chúng ta nên đi từ cái điểm B đầu tiên. B nó kết nối với C và D. B nó kết nối với thằng C thôi. B này nó kết nối với thằng C là đi lên đây. Thằng C này nó đi với G và D. G và D và B nữa. Thằng D này có kết nối với thằng A không? Khó luôn. A nó kết nối với thằng E, đúng rồi. Thằng E này nó sẽ kết nối với thằng A. Nó có kết nối với G không? Không, thằng E không kết nối với thằng G. Thằng F này nó không kết nối với thằng F. Hai thằng giống nhau luôn luôn là màu đỏ, nên cái nút này không bật. Thằng A với thằng E thì A với E kết nối bên đây rồi. Bên đây cũng vô, ok. Biết xài cái bảng thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Hồi nãy là ngu ngơ quá. Thấy không, anh em thấy chơi game giải đố mà chút xíu là thấy khôn lên tí liền, thấy không? Giờ chuyển thành ngu tiếp rồi. Một không một mười bốn. Một 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 không. Một không một là thằng năm. Bài sáu. Xanh lá đỏ đỏ, xanh lá đỏ. Xanh lá đỏ, đỏ. Xanh lá đỏ. Vì phải mở lên đây trước. 14. 101. Mình quan tâm cái số dưới thôi, cái số trên là nó gợi ý cho mình. 14 này là mã nhị phân thì nó ghi 101 ở đây. Còn 30 này là màu nên nó ghi màu ở đây. Tức là mình chỉ xài số đỏ và số xanh dương là như cái này nè, 30 nè, chỉ có đỏ và xanh lá thôi. Phải không? Ừ, đỏ và xanh lá thôi. Còn cái số này thì 14 nó là 101. 14 là 3 số 1, 1 số 0. Chỉ có màu đỏ và xanh dương, 3 số 1 và 1 số 0. màu đỏ thì chỉ có 2 số 1 thôi. Nên màu xanh dương là bắt buộc phải 3 số 1. À, hàng ngang, hàng dọc là không được trùng nhau.
Sao lại sai ta? À, xanh lá với đỏ không nội ơi. Chúng phải xanh dương, xanh lá. Đỏ này nó chỉ có hai số 1 là sao? Xanh lá đỏ đỏ, xanh lá đỏ 14 là 3 số 1, 1 số 0. Ở này lên 101. 3 số 1 thì xanh lá nó đâu có đủ 3 số 1 đâu. Xanh lá đỏ, đỏ, xanh lá đỏ. Đó, xanh lá đỏ đỏ, xanh lá đỏ, 3 số 1, 1 số 0. Nếu như thế này thì nó sai logic về cái mặt kia. Về cái mặt số 14 chỉ có 4 số nè. Nhưng mà vẫn giải được thì thôi, mình không chấp. Cái này là màu vàng, còn cái này cũng là màu vàng luôn. Theo logic như vậy thì cái này là 2. Nó sẽ là hình vuông, có không, hai vuông hai tròn. Vậy là theo cái đường chéo thôi. Tròn lại tới vuông. Không, lấy cái số trước đã. Cái này là số 4. Không được, số 4 ở đây có rồi hả ta? Số 3. Số 4 thì hợp lý hơn. Rồi tiếp theo là cái hình bên trong. Hai vuông, hai tròn.
ngon. Nó từ 1 tới 4. Thì cái 4 này có khả năng là tròn. Tất cả những cái 2 này, 1, 2, 3, nó là 2 tròn, một cái lục giác. 6. Không đúng luôn. Một, hai, ba, bốn thôi. Số thì có chắc ăn đúng rồi đó. Nó theo cái chiều ngang. Nó theo cái chiều ngang thì coi như là đúng số. Còn màu sắc thì nó theo cái đường chéo. Cái đường xiên như thế này thì nó không đúng. Bây giờ có 1, 2, 3 hình vuông, 4 hình vuông, 1, 2, 3, 4 hình tròn, 16 cái thì cái này mỗi cái là 4 hết, 4 hình vuông, 4 hình tròn rồi. Vậy thì còn là ngũ với lục thôi. 1 thì thằng này ngủ, thì thằng hai là lục. Vậy thằng này ngủ, thằng một là lục. Không đúng luôn hả ta? Rồi đúng kìa. Đó, một ngủ hoặc một lục là được. New message received. Đã thu nhập được các cái mảnh mà nguyên tố rồi, bây giờ có một cái tin tức. Tồi tệ là anh ấy lừa dối, tôi vẫn không có tin ông tiến sĩ này đâu. Tại ông chỉ nhắn tin với mình thôi. Không có bằng chứng nào xác thực chính xác là ông cả. Khi mà thiết kế cái bao á, tôi đã sử dụng một cái thiết bị đặc biệt của mình. Nó thì... tôi sợ là nó khả thi đấy, không phải mở được thiết bị rồi sao đó. Nó nằm trong phòng kế bên. Kế bên. Cho mình cái quyền truy cập vào nó. Tuy nhiên thì mình phải tắt cái hệ thống báo động mới đã. Là tắt cái này đó hay gì? Không. Bỏ để hả? Ủa cái thằng này nó đâu giống hai màu tím này đâu.
như thế này thì đúng không? Nếu như gì thì đâu có thể nào kết nối vàng này qua đây được. Không hiểu lắm, màu vàng thì đi vô đây nè, còn màu tím thì sao? Vấn đề bây giờ là nó kêu mình làm cái gì giờ hiểu không? Là sao? Gửi nếu hiểu gì cả, connect cái nguồn từ cái cục pin vô tất cả các bóng đèn.
Kết nối cục pin với mỗi cái bóng đèn nè. Tùy theo cái nguồn điện thì mỗi bóng đèn nó cần phải có cái nguồn riêng. Chuyển đổi thì có thể thay đổi cái nguồn kết nối với cái phần. Chả hiểu gì cả. Nhưng mà tại sao cái này nó lại là màu cam? Cái này cũng màu cam. Cái này cũng màu cam luôn. Thằng này nó không phải màu tím mà. Trời ơi. Hóa ra là từ cái nguồn này nó đi chung tất cả luôn. Điện áp nó không có dính vào nhau thôi. Mình đã có cái bảng rồi. Hơi phức tạp tí. À, xây bên đây được. Hả? Bây giờ là tròn gạch tứ giác lục giác tròn. Cái này bằng 7. Bảy trừ vô cái này. 7 trừ 3 là 4. Cái tròn là 4. Có cái tròn rồi. Cái tròn gạch rồi. Có cái tròn gạch rồi thì dựa vào đó. Cái này là không liên quan nè. Tới cái tròn này. 3 cộng 2 là 5. Còn cái số này chỉ cần mò thôi. Tám. 4, 8, 7, 5. Tám bảy phần trăm hả? Chắc khoảng 4-5 câu đố nữa.
gì đơn giản vậy? Tự nhiên bấm heo nút thế là xong. 87 mỗi câu 3%, vậy khoảng 3 đến 4 câu nữa. Nó vừa mở cái gì đó ở đâu đó, đây. Rồi hiểu rồi. Trái lên, trái trái xuống, xuống trái. Trái. Trái là Nguyễn Hàng dưới, lên là Nguyễn Hàng trên. Trái lên. Trái lên. Xuống, xuống trái. Trái lên. Trái trái xuống, xuống trái. Trái lên. Xuống, xuống. Ở đâu? Trái lên, trái trái xuống, xuống trái. Trái lên. Trái trái. Xuống, xuống trái. Nó đi heo này. Ủa sao bấm không được ta? Hay là mình phải bấm cùng lúc cái thời gian nó hiện? Ủa hết bấm được luôn rồi, là sao? Tháo pin ra lắp lại. Ừ, phải tháo pin lắp lại, nãy quên bước đó. Không phải quên mà lại không biết. Đâu có ai thiết kế ngược đời gì. Mỗi lần lắp pin chỉ xài được một lần. Khoan, cái mặt này nó như thế này, vậy là cái mặt bên trái này đó hả? Nè, cái mặt này sẽ là cái mặt bên hướng này nè, để vuông góc với mình đi. Đó là mặt xe bên trái, là nó hình cái dấu cộng này mới đúng. Ủa không bấm được. Cái này 5x5, cái này cũng 5x5.
Thì rồi hiểu rồi. Cái đường dọc đầu tiên. Xanh dương, xanh lá, xanh dương, xanh lá, xanh dương. Ủa sao nó sáng đèn hai cái này là sao ta? Hai ba bốn năm, một hai ba. Nó sáng đèn cái 32, sáng đèn mấy cái màu đỏ. Tắt rồi nó cũng vậy luôn. Vậy là không liên quan. Không liên quan bên đây. Quay lại cái tư duy ban đầu. Xanh dương, xanh lá, xanh dương, xanh lá, xanh dương. Nó là cái số 40. Hàng dọc đầu tiên là số 40. Rồi tiếp theo cái hàng ngang như thế này. Lá lá trắng lá lá. 09. Bốn số ngang, bốn số dọc. Sao có bốn số nào? Đỏ trắng. Cái này là xám. Trên lá. Nữa đâu? Không biết nó màu gì luôn á. Trắng xám xám đỏ. Trắng cách hai cái rồi tới màu đỏ. Là chỉ có thể là thằng này thôi. 32. Mình không cần biết cái đó màu gì. Nó có điều kiện duy nhất. Trắng đỏ rồi xong rồi tới cái màu nào đó tới xanh lá. Trắng đỏ. Trắng đỏ. Màu nào xong nó tới xanh lá không phải. Kỳ ta. Trắng đỏ chấm hỏi xanh lá nè. Cái này trắng đỏ chấm hỏi xanh dương. Trắng đỏ thì đỏ xanh lá có thể là 23, 23. Nếu như đọc từ phải qua trái. Ủa, đỏ trắng chấm hỏi xanh lá. Đọc ngược phải qua trái hả? 23. Có khi nào gì không? Không đúng rồi. Đỏ trắng chấm hỏi xanh dương 17. Không có 17 trong đây. Rồi, thử từng nút. Đủ đảng nó, sai chỗ nào vậy? Từ phải qua trái chứ không phải trái qua phải. Xanh lá trắng hai cái xanh lá nó giống hệt 09 đúng rồi nè. Vậy là chốt số 09 nha. Trên xuống dưới. Dương lá 40, 09 40 là đúng rồi đó. 32 này có thể thôi. Trắng chấm hỏi là hai cái đỏ. Nè, nó chỉ có thể là cái này thôi.
chấm hỏi hai cái đỏ có thể là 05 nữa nha. Trắng chấm hỏi đỏ. Chị thì nó là 05. Làm gì có số 05. Không để đọc ngược đây là 50. Có khi đọc từ phải qua trái nữa. Đọc ngược từ trên dưới đi. Nó không có theo hướng mũi tên. Trắng. Đỏ chấm hỏi trắng. 23 hả? 230532 gì cũng đúng nhanh vậy. Chỉ có 32 thôi. Thì nó như hồi nãy nè. Cái này là tính ngược rồi nha. Tại hai cái này nó đối xứng với nhau. Cái 09 này đối xứng nè. Cái 40 này nó cũng đối xứng nè. Đó. Nên mình chưa biết là chính xác là cái hướng nào. Nên bây giờ mình tới cái 23. Thì thử tất cả các số còn lại. Sai. 23 là không đúng. Mình tới 50. Năm mươi cũng không đúng luôn. 32 nãy thì đã thử rồi. Hay là cộng cái số lại. Không, không khả thi. Cái này nó ô 5. Đỏ trắng chấm hỏi xanh lá là chỉ có 23 nè, đi ngược phải qua trái nè. Đỏ trắng chấm hỏi nhân dương, đỏ trắng thì chỉ có là một này, hai này, ba này thôi. 45. Là 23 phải đúng chứ ta. Nhưng mà nãy thử hết vô với 23 rồi. Đỏ chấm hỏi trắng. Không năm hoặc là 32 thôi. Mà không năm không có thì chỉ có 32, nhưng mà tại sao lại sai? Thằng 40 nó giống màu nhất chỉ là 51. Có khi nào mình nhầm qua nó không? 51 là trắng xanh dương mà. Xanh dương xanh lá rõ ràng. Hay là 51 với là 40 đổi chỗ cho nhau. Không có khả năng. Tiếp tục xài gợi ý.
19, 12, 08, 40. Sao lại có 08 ở đây? Một không 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 à, cái nó chuyển qua đèn tắt đèn sáng ngủ đạn nào đó. Cái này bốn số trái qua phải nè, là bốn số này tức là sáng sáng tối tối, tức là 1100, 1100 là 12, 1100 là 12. Nó không có chơi một bảng kia, dí từ dưới lên chỉ là cũng đảo ngược lại, tức là sáng tối tối tối, tức là 1000, 100 là 08. Nó xài cả hai bảng luôn, sơ ý quá. Kệ câu cuối mà khó, câu cuối khó nó mới hay. Tính ra nó vẫn đúng logic, chỉ là tôi hơi sơ ý thôi. Bây giờ là câu đố cuối cùng của chúng ta, ba bên phải không liên quan. Bốn số nó đều hướng vô đây hết. Ok, sáu bảy mươi vậy là phải nhập đủ bốn số lận. Câu cuối nên dùng fan đi. Vô cái giữa quẹo xuống vòng lên. Vô tới giữa quẹo xuống vòng lên. Giữa mấy ta? Giữa 2 và giữa 4. 1 2 3 4 giữa 4. Giữa 4 vòng lên nè. Vòng tới cuối luôn. Rồi. Đây, qua bên bển 4 nó vào. Rồi nó ngay cái bắt đầu. Thì mình có trắng xanh dương. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20, 20 chỉ tổ hợp với 5 gặp số, tức là 4 số á. Ủa sao lại tới 4 số nữa ta? Một hai ba bốn năm, trắng xanh dương, trắng xanh lá xanh dương, không có. Ủa sao ngay cái đầu là không có rồi? Đỏ trắng xanh dương, đỏ xanh lá,
Không có luôn. Vậy là tôi nghĩ sai hả ta? Đâu, nó đúng như thế này mà. À, nó chỉ lấy 5 cái vị trí này thôi, 1, 2, 3, 4, 5, chứ không phải là lấy tất cả. Tức là nó lấy cái vị trí này, vị trí này, vị trí này, vị trí khúc cua là vị trí cuối cùng, vị trí khúc cua và cái vị trí cuối cùng. Trắng xanh dương, trắng xanh dương trắng là 51. 51. Không lẽ là 051. Đúng luôn. Hai cái. Tiếp theo chúng ta chơi gõ mìn. Mỗi số chỉ được xài một lần, chúng ta có 4 lần qua phải. Một lần lên. Thì chúng ta đào hai ô này. Chúng ta có 7 lần đào thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, như thế này là 6. Thì rất có thể là phải đào thêm một cái nữa. 2, 3, 4, 5, 6, có thể là đào sang đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Có thể là như thế này. Nhưng mà như thế này thì nhiều quá. Nó lại thừa ra một ô này. Mình qua phải 4 lần. Chỉ có 4 lần qua phải thôi. Một, 2, 3, 4. Vậy tức là phải chỉ được 4 lần thì mình phải đi như thế này. 2 lần xuống trước. Rồi qua phải 1 lần. Lên 1 lần. Qua phải xuống xuống lên. Qua phải xuống xuống. Qua phải xuống xuống lên. Qua phải. Rồi lại qua phải cái nữa. Qua phải. Xuống xuống lên rồi tới qua phải nữa là tới đây, xong rồi qua phải không còn ô này, tiếp tục qua phải cái xuống lên, thoát xuống rồi chỉ có hai cái lên thôi. Như vậy là không xuống ô này. Và làm lại. Chúng ta sẽ đào như thế này. Rồi.
xuống, đào, vừa phải, đào, vừa phải, đào, vừa phải, đào, xuống, đào, lên, vừa phải, đào. Ok, quan trọng nhất trong cái câu đố này là nó có chỉ có 4 lần qua phải thôi. 670, còn bên này là 266. Còn câu đố cuối cùng nó nằm đâu? Đó. À, 2 3 9. Tức là 329. Cái này là nó nằm ở giữa số 3 và số 9, 329. New message received. Cuối cùng đó là mảnh cuối cùng rồi. Bây giờ mình chắc kích hoạt được cái bể cá bên mảnh á. Đây nè. Mỗi lần mình lấy được hộp. New message received. Ông này ông lợi dụng mình để hack vào cái máy của này thôi. Không thể chấp nhận của ba Yasi rồi khỏi cái dòng máy đó. Bye. Tôi vừa giảm cái tiếng xuống thì nó lại hết cái tiếng là sao ta? Không lẽ em ghé mày? Ủa? Vô ấp sẵn cái là không biết chuyện gì vừa xảy ra luôn. Bây giờ chúng ta chỉ còn cái 5 thôi. Cái 4 đâu thì mất tích rồi. Ê, 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 ê. Cái này nó mở ra. Kính cửa ẩn đã được cài đặt ở sau cái bức vẽ. Red mode book ở trên cái kệ cao nhất của chứng cây cạc. Đây ít 04 đây. Ôi, game này chắc còn dài nữa đó, mới giải xong mấy cái hộp à. Cái gì? Có người đang nằm trong đây hả? IT 2618. Access granted. Nó thêm được cái mới và cái này tí nữa tính. Cái này nãy giải sao quên mẹ ơi.
Gọi cái này độc rồi. Đây nè. Ủa cái 05 ở đây. Ủa vàng mấy cái ống này mình lắp vô đâu? Cái này là BB nè. 16. Không có cái dãy dưới. Cái dãy dưới này không có. Tưởng đâu xong cái đó rồi, hóa ra bây giờ mới chỉ bắt đầu. Gia Gen Tios. Thuốc thử à. Thuốc thử thì mình ở đây. Chúng ta có hai cái dự kiện này. Cái dãy đầu tiên này. À, có chữ BB, ở dưới là chữ OV. Cái chữ BB là xanh lá. Alex đã chết vì tai nạn. Kunu là người đã hack vào cái hệ thống tòa nhà này. Hôm nay thì tôi sẽ phân tích cái bộ ghi chú đó. Tất cả mọi thứ đều là những cái manh mối. Cả mọi thứ đều là manh mối. Alex đã đúng. Cái bộ máy này nó là một cái gì đó cao hơn ông này tưởng rất là nhiều. Muốn phá hủy chính xác cái Gonot thì không thể làm được cái đó. Cái này chỉ là cốt truyện thôi. Mình bây giờ chỉ cần pha chế thuốc là xong. Nhưng mà năm không tám ba hả? Access denied. Không phải. Nó nói gì cái con option nè, mà con option để làm cái gì?
cái con option này nó cũng không có nói lên cái gì nữa. Mình chỉ xem được cái này thôi. Một năm hả? Access denied. Alex chết thì không phải là do tai nạn. Chính Cronos đã đột nhập vào cái hệ thống của cái ngôi nhà này. Hôm nay thì tôi ở đây là ai cũng biết nữa. Có khi là ông Babagaji gì đó. Có ông tiến sĩ thì Kobayashi gì lại đó. Phân tích thì cái nhật ký lưu trữ để trở nên là chính xác hơn. Alex thì đã nói đúng về cái điều này. Cái mà sự nhận thức của cái đối tượng đó thì đã cao hơn cái mức mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Tốt hơn hết là nên tiêu diệt cái Cronos đi. Tuy nhiên thì tôi không đủ khả năng để làm được cái điều này. Sau rất là nhiều năm đã cố gắng. Bây giờ tôi đã ngắt kết nối với cái hệ thống Biomagic. Tự học và tách nó ra thành các thành phần khác nhau, độc lập. Nếu không có nó thì AI sẽ không thể phát triển hơn nữa. Bây giờ chỉ câu giờ thôi, chứ chưa biết làm cái gì. Nguyên cái này chỉ nói về cốt truyện. Ở đây thì chỉ có chọn thuốc thôi. Cái hệ thống dây điện nó đi đến đây nó tách thành hai sợi. Pha thuốc thì pha như con sâu hồi nãy là sai rồi. 1, 2, 3, 4, 5 màu nè. Cái dãy số này thì không biết nó có liên quan gì không. Đây. Cái dãy này nó chính là hàng này. Nó là chữ BB. Còn cốc này thì không biết là chữ gì luôn. Nhưng mà bên đây thì nó có chữ OV. Cái này là màu xanh lá nha. Cái này thì màu vàng.
Cái này nó cắm 8 ký tự thôi, bên đây thì 10 ký tự rồi. Ủa, lên lên tát cái lens đâu ra vậy? Đây đây. Trời ơi. Tự nhiên không biết cái lens nó đâu ra. Tắt cái đèn cái. HC là 04 đuôi. Thì cái còn lại cái này là KD. Bây giờ chúng ta xếp theo thứ tự. Cái kết thúc của cái này là 11 16. 11 thì 11 gần như cái kết thúc nè. Bây giờ theo thứ tự cái này thôi. B B B B không, cái này nó chỉ có 3 màu à, nên chắc không liên quan đâu, chưa liên quan đâu. Bây giờ là EF BB KD HC. Đây còn cái OV này đâu ta? Rồi đúng rồi. Lọ thuốc thì bỏ vô bên đây. Bắt đầu tắt cái hệ thống trí tuệ nhân tạo đi. Vào buổi sáng ngày hôm sau, có một tin nhắn mới. Xin chào. Ngày hôm qua tôi đã thất bại trong việc cảm ơn bạn đã giải cứu. Giống như bạn có thể tưởng tượng, thì việc tỉnh dậy sau một cái thời gian dài trong cái cán ngủ đông rất là đau đớn. Cảm ơn. Vậy nên tôi đã nhanh chóng mà sửa chữa lại cái hệ thống này. Mặc dù bạn không được trực tiếp mà thuê bởi tôi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ trả cho bạn một cái giá xứng đáng những việc đã làm. Tôi hy vọng vì số tiền này. Rồi, ok. Tôi sẽ cho bạn một cái đơn hàng mới sớm hơn. Hèn đâu còn cái tủ 05 như chưa mở nữa mà ta.
Đây hình thù của tôi còn thiếu ba cái nữa nè. Cái này là chết vì khí ga hồi nãy nè, tôi đi vô tôi phá cái khí ga rồi. Mở tôi cả cái tủ nè. Chết gì ghê vậy? Ghê ở đâu được? Hồi nãy sao tôi mở phá cái cửa này quên mất rồi. Rồi bây giờ hẹo nè, một cái hình thụ đó. Bây giờ cái hình thụ nữa. Hai hai một bốn một. Starting gas supply to ventilation. Error. Gas containers are not available. Rồi làm sao mình ra ngoài để té xuống chết được? Đây là cái kiểu test chết rồi. Hai cái hành tụ, còn cái hành tụ cuối cùng là mở tất cả các két. Access card required. Starting gas supply to ventilation. Error. Gas containers are not available. OB007F. OB là cái đuôi cái này, cái đầu cái này không liên quan mấy. Không có bất kỳ manh mối nào về cái này đâu. Chỉ có cái này là có thể liên quan đến thằng S05 này thôi. Cái này thì không. Mà
Hồi nãy cái len đó mình lấy từ đâu ta? Này à? Không, cái này là đĩa mềm mà. À, cái len đó lấy từ đây nãy không để ý. Nhưng mà chả cần. Không có manh mối nào ít không nằm cả. Để rồi YouTube. YouTube tên là ít cáp đi này. Ở đâu? Điểm tên gì ta? Access deny ít cáp. Không, nó không có ghi, nhưng mà tôi vừa nghĩ ra rồi. Tôi nghĩ ra rồi. Thì vẫn là những con sâu này thôi. Hai xanh lá, hai xanh dương, một xanh lá. Nhưng mà ở đây nó mất rồi. Nhưng mà tôi còn giữ tấm hình nè, hồi nãy bấm qua nè. Nó là 21 nè. Con sâu. Hai xanh lá, hai xanh dương, một xanh lá. Là nó là con sâu ở đây là 21, rồi tiếp theo là 4 đỏ một xanh lá, 44 là 2144. Ok, tự nhiên nghĩ ra luôn. Do hồi nãy chỗ này nó mất tấm hình đó, tự nhiên bấm ra thấy nhìn lại cái hình này, thấy nó có tấm hình này, não tự nhảy số lên. Đó, cảnh báo anh ấy rơi từ cái tầng 17 đó. Là thằng trí tuệ nhân tạo trong cái tòa nhà này nó khống chế thang máy đó. Nên hồi nãy là tôi đi vô thang máy, té thang máy chết đâu phải à. Cái này là mở ra hai manh mối thôi. Đó, bấm vô cái cây nấm để lấy cái hình tụ gì đó. Rồi, coi như chúng ta đã phá đảo game này. Ừ, game rất hay nha. Game gì bán giá 5 đô trong khi con game có cái thằng nào đó logic ít cáp ít kép gì đó thì lại dám bán cái giá gần gấp đôi, gần 3 tiếng đồng hồ của tôi. Ok, bye bye anh em.